Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ hai tại Hoa Kỳ ngày 15 tháng 2. Và các bạn thấy là giá Bitcoin bây giờ là có mức là 48.681 nhưng mà có rất nhiều điều thường muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thật ra tất cả những cái tháp mà mình nhìn thấy trên màn hình đó cũng chưa có đủ để Thuần muốn chia sẻ với bạn những cái thông tin và những gì mà chúng ta thấy được trong vòng mấy ngày qua. Trước hết là thường muốn chúc các bạn có một cái... Tết vui vẻ hôm nay ở Việt Nam đã là mùng 5 rồi ở Hoa Kỳ hôm nay là mùng 4 và có thể nói đây là cái đợt mà Thuận nghĩ làm video có thể nói là lâu nhất trong một thời gian dài thường đã không làm video là thứ năm thứ sáu thứ bảy chủ nhật là 4 ngày liên tục cho nên ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu rất nhiều những thông tin thì trước hết Thuận muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta thấy là tình hình bây giờ thì như thế nào tối ngày hôm qua chúng ta thấy có một cái đợt điều chỉnh các bạn có nên lo lắng hay là không đây sẽ là những điều mà chúng ta sẽ nói tới và đặc biệt hơn là chúng ta nhìn vào trong vòng 4 ngày qua những gì đã xảy ra và chúng ta cần có những suy nghĩ gì trong thời gian tới đây thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn tổng quát đi đây là cái biểu đồ nến ngày ở trên sàn Coinbase thì chúng ta thấy được là sau khi mà chúng ta nghe cái thông tin là Elon Musk thu mua tổng cộng là 1,5 tỷ đô la cho công ty Tesla. Chúng ta thấy được là giá Bitcoin đã tăng lên rất là mạnh. Nhưng bạn nào mà theo dõi channel Thuận Capital hay là theo dõi thông tin thì cũng đã biết là giá của BTC đi từ cái mức là 38.000 đô và lên thẳng tới 46.000 đô trong thời gian chỉ có một ngày mà thôi. Và chúng ta đã thấy được là sau đó thì giá Bitcoin đã không có một cái sự điều chỉnh đi xuống mà giá Bitcoin vẫn tiếp tục muốn giữ ở mức cao và thật ca trong vòng 2-3 ngày qua các bạn thấy đã có những nhiều lần Bitcoin đột phá qua khỏi 49.000 đô và đặc biệt là ngày hôm qua Bitcoin đã đột phá qua cái mức là 49.712 muốn chiếm cái vị trí là 50.000 đô nhưng mà cho tới bây giờ vẫn chưa thành công và tối ngày hôm qua thì chúng ta thấy được là có một cái sự điều chỉnh giá đi xuống tới cái mức là khoảng 45.800 nhưng mà sau đó thì giá đã được hồi phục lại và Thuận cũng đã chia sẻ về cái thông tin này ở trên những cái mạng xã hội Các bạn thấy được là Thuận đã chia sẻ là giá xuống nhanh và lên nhanh Và các bạn thấy được là hiện bây giờ đó, trên thị trường có rất là nhiều những cái đồng ổn định đã được nạp lên trên sàn từ ngày hôm qua Và thực ra bây giờ trên thị trường vẫn còn rất nhiều đồng ổn định Và các bạn thấy được là rất nhiều người bây giờ đang chờ đợi giá của Bitcoin, Ethereum, một số những đồng khác có sự điều chỉnh để có thể mua với cái giá tốt hơn. Và trước khi chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và điều này rất là quan trọng tại vì trong thời gian gần đây có rất nhiều những bạn mới tham gia vào channel Thuận capital cũng như là tham gia vào crypto này Một chuyện điều các bạn cần phải hiểu đó chính là giá cả của crypto lên xuống rất là bất thường Cho nên không ai biết được tương lai cho nên các bạn cần phải thu thập nhiều thông tin và tự ra quyết định cho bản thân mình Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và nếu như mà các bạn có hứng thú muốn theo dõi Thuận Capital trên mạng xã hội đó, các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những thông tin như là Telegram channel, Facebook, Twitter, vân vân. Đây là những thông tin mà các bạn có thể tìm thấy bằng cách ta bấm vào cái link bên dưới và theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội các bạn có thể tìm thấy những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Và cái video ngày hôm nay được tài trợ bởi sàn Prime XBT Đây là một cái sàn mà cho các bạn giao dịch những loại hợp đồng Các bạn có thể bấm vào trade sau khi các bạn đã đăng ký Thì các bạn có thể tìm thấy được là sàn XBT này có rất nhiều những loại hợp đồng cho các bạn giao dịch Trong đó chúng ta có những loại hợp đồng trong thị trường crypto này Cũng như là các bạn có thể lựa chọn những loại hợp đồng liên quan đến thị trường Forex Và cũng như là những loại hợp đồng liên quan đến thị trường chứng khoán Và sàn Prime XBT này có một cái chế độ gọi là Covesting vesting co vesting là một cái chế độ tương tự như là copy trade các bạn có thể là follow những cái trader ở trên danh sách này có rất nhiều những cái trader có nhiều cách trade khác nhau và đặc biệt là các bạn có thể bấm vào account nếu như các bạn đăng ký thông qua liên thuận capital thì có một ưu đãi là các bạn bấm vào account sau đó các bạn à, bấm vào promo code ở trên cái khung này các bạn để vào cái promo code là thuận c sau đó bấm activate thì các bạn sẽ nhận được thêm 50% bonus khi mà các bạn nạp tiền vào cái sàn này đây là một cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận capital thì hiện bây giờ các bạn có thể được cái bonus lên tới là 200 đô tùy theo các bạn là deposit bao nhiêu tiền và các bạn có thể là nhận ngay 50 đồng bonus nếu các bạn deposit 100 đô đương nhiên những cái bonus này các bạn không thể rút ra ngay lập tức được mà các bạn cần phải dùng để mà trading và nếu như các bạn trading có lãi thì đương nhiên các bạn có thể rút cái phần lợi về chương mục của mình và như mà nào mà có thú muốn tìm hiểu thêm về sàn Prime XPT này các các bạn có thể bấm vào cái link bên dưới để tìm hiểu thêm và chúng ta thấy được là thông tin mà thường đã chia sẻ ngày hôm qua khi mà chúng ta thấy là có một cái đợt đi xuống giá để thường cho các bạn thấy được thông tin đó chính là các bạn thấy được là sau khi mà có một cuộc điều chỉnh nhỏ đang xảy ra đó thì dựa theo thông tin từ crypto khoan thì cái chỉ số chênh lệch giữa Coinbase và Binance là 211 đô ở cái mức là 46.000 có nghĩa là cái thời điểm này các bạn thấy được là ở cái mức là 46.000 đó là cái thời gian mà chúng ta thấy được là cái giá giữa sàn Coinbase và sàn Binance trên lệch là 211 đô thì tại sao điều này là quan trọng tại sao mà chúng ta muốn thấy là cái giá trên sàn Coinbase cao hơn là sàn Binance tại vì sàn Coinbase Pro là cái sàn mà chúng ta biết bây giờ có nhiều cá voi thu mua bitcoin nhiều nhất họ thu mua bitcoin thông qua sàn Coinbase Pro cho nên khi mà chúng ta thấy mỗi lần mà giá của sàn Combi Pro cao hơn là sàn Binance có nghĩa là có rất nhiều những ca voi đang hoạt động ở trên sàn Combi Pro và chúng ta thấy được là cái mức giá là 211 đô này là cao hơn khi chúng ta lấy cái giá của sàn Combi Pro so với sàn Binance có nghĩa là chúng ta thấy được là ở thời điểm này có rất nhiều cá voi đang thu mua ở trên sàn Coinbase Pro và cái mức mà họ thu mua gần đây là khoảng 46.000 cho nên vì lý do đó chúng ta thấy được là Crypto Khoan đã đưa ra một cái nhận định mà thường đã chia sẻ tối ngày hôm qua khi mà có sự điều chỉnh đó đó chính là cái mức 46.000 đô là cái mức mà có cá voi mua rất nhiều cho nên bây giờ tình hình là ngoại trừ chúng ta có thêm thông tin chỉ còn cái mức 46.000 là một cái mức mà cá voi có thể hỗ trợ ở cái thời điểm này cho nên thường đã chia sẻ là nếu như mà chúng ta cộng thêm là cái số lượng stablecoin trên sàn là rất là nhiều. Chờ giá BTC xuống rẻ hơn để mà mua, thì nếu như mà các bạn nói là BTC sẽ đột ngột đi xuống mạnh, thì Thuận không nghĩ như vậy. Cho nên thường muốn nói là nếu như mà Bitcoin đột ngột giá mạnh, thì là một trong những điều bất ngờ đối với Thuận tại vì thường không nghĩ như vậy. Đây là điều mà thường đã chia sẻ tối ngày hôm qua. Và chúng ta thấy được thì cuối cùng giá của Bitcoin đã không có điều chỉnh quá sâu. Chúng ta thấy được là giá điều chỉnh xuống còn có mức là 45.800 đô sau đó nhanh chóng hồi phục lại và hầu như bây giờ cái giá là 48.710 thì coi như không khác gì so với ngày hôm qua giống như là cái đợt điều chỉnh đi xuống giá này hầu như là không có xảy ra và đây thực ra mà nói là một trong những điều rất khác à, thường thấy có một bàn thì cũng đã comment thấy được điều này là so với năm 2017 đó thì bây giờ có một số những điều rất là khác tôi sẽ chia sẻ thêm một lát nữa nhưng mà chúng ta thấy được một trong những điều rất khác đó chính là cái sự điều chỉnh giá đợt này quá nhanh các bạn thấy được là trong đợt năm 2017 đó điều chỉnh giá nhiều khi tốn tới mấy tuần mà học phục lại và bây giờ các bạn thấy được là điều chỉnh giá trong vòng vài ngày đã hồi phục lại rồi và các bạn thấy được những đợt điều chỉnh giá như là 90% thì trong vòng chỉ có vài tiếng đồng hồ thôi thì đã được mọi người đẩy tiền vô để mà mua để mà đẩy giá Bitcoin trở lên đây là một trong những cái dấu hiệu rất là bullish rất là tốt đối với giá cả có nghĩa là bây giờ có rất nhiều người một là đang muốn mua thêm Bitcoin nhưng mà lại không muốn mua ở những cái mức cao cho nên họ chờ sẵn khi mà giá rớt xuống các bạn thấy được là tới một bước nào đó khi họ cảm thấy là giá tốt hơn thì họ đẩy tiền về để mà mua cho nên giá mới được đẩy lên rất là nhanh các bạn thấy được là từ cái mức là 45.800 mà họ phục lại tới 48.000 là thời gian cực kỳ nhanh và chúng ta thấy được đó là sau khi mà giá lên tới 48.750 thì lại không thấy cái sự tăng trưởng mạnh nữa. Tại vì sao? Tại vì các bạn thấy được là cái số lượng người mà bây giờ có sẵn với đầu ổn định, có sẵn tiền để mua Bitcoin và muốn mua thêm Bitcoin đó thì có thể nghĩ là 48.750 không phải là cái mức mà họ muốn tiếp tục mua thêm Bitcoin. Cho nên các bạn thấy được là Bitcoin cứ tiếp tục dằn co cái mức là 48.000, 49.000 trong vòng mấy ngày qua. Nhưng mà dù sao đi nữa các bạn thấy được là cái Thông tin liên quan tới Tesla thu mua 1,5 tỷ Bitcoin thì cái số tiền 1,5 tỷ đô la đó các bạn thấy được là không phải là trong thời gian ngắn hạn rồi tin tức được đưa ra giá được đẩy lên rồi sau đó lại nhanh chóng thấy giá lại trở về nơi cũ như là những đợt trước đây mà các bạn thấy được là sau khi mà cái thông tin đó được chia sẻ ra thì các bạn thấy được là 1,5 tỷ đô la không phải là con số lớn trong thị trường crypto này các bạn thấy được là 1,5 tỷ đô la nếu như mà chúng ta nói là đẩy giá lên thì cũng có đẩy giá lên nhưng mà tới một mức nào đó mà thôi chứ còn cái thông tin cái dấu ấn là công ty Tesla mua Bitcoin đã là một dấu ấn rất quan trọng khiến cho nhiều công ty bây giờ là bắt đầu có cái sự suy nghĩ là muốn noi theo cái hành động của công ty Tesla khiến cho các bạn thấy được là giá đi lên nhưng mà sau đó lại không có cái sự điều chỉnh đi xuống và cứ xoay quanh cái mức cao như vậy hoài và tôi nghĩ là chỉ ra sớm muộn mà thôi chúng ta sẽ thấy Bitcoin thử lại cái mức 50.000 đô mà tôi nghĩ là Bitcoin sẽ sớm muộn thấy cái mức 50.000 đô chúng ta thấy được là những cái mức giá mà trước đây chúng ta nghĩ là khó qua được như là cái mức khoảng chừng là 45.000 nhưng mà chúng ta thấy được chỉ còn một cái thông tin lớn mà thôi thì giá nó hoàn toàn có thể qua khỏi rất nhanh chóng bây giờ chúng ta nằm ở dưới 50.000 tại vì chúng ta hiện bây giờ chưa có một cái thông tin nào lớn tôi nghĩ là nếu như cứ tiếp tục như vậy thì càng tiếp tục ở cái mức này càng lâu thì những người mà có tiền muốn mua thêm sẽ càng có cái sự mất kiên nhẫn và một ngày nào đó có thể đẩy tiền vô để mà đẩy giá lên rất là cao và các bạn thấy được là nếu như mà những người mà đang có tiền chờ sẵn mà đang chờ đợi giá đi xuống mà đột ngột nếu như mà thấy giá đẩy lên cao thì tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người sẽ FOMO vào, họ sợ bỏ lỡ cơ hội, họ sẽ hoàn toàn mất kiên nhẫn và chúng ta sẽ thấy có một cái số tiền rất lớn có thể được đẩy vào trong thị trường này. Đẩy giá càng cao hơn nữa đó chính là lúc mà chúng ta thấy giá Bitcoin lên tới 55.000, 60.000 vân vân. Chúng ta bây giờ là chờ đợi cái tình hình đó, nhưng mà chúng ta bây giờ muốn thấy Bitcoin đó về nhiều phương diện thì thuận lại muốn thấy Bitcoin có cái mức giá ổn định ở cái mức là từ 45 cho tới 50.000 trong thời gian này. Tại vì chúng ta thứ nhất là muốn cho nhiều chỉ số có cái sự nguội lại và thứ nhì là chúng ta muốn có cơ hội để cho những cái oil còn tiếp tục tăng trưởng. Đây là tình hình của Bitcoin, Ethereum thì các bạn thấy được là trong vòng mấy ngày qua thì cũng nhiều bạn nói là tại sao Ethereum lại cứ xoay quanh cái mức 1.700, 1.800 hoài mà không thấy phá lên tới 2.000 đô. Thì thực ra mà nói là Thuận cũng không có câu trả lời, bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục chờ đợi và Thuận vẫn tin là Ethereum ở cái mức này vẫn còn rất nhiều cơ hội để mà phá 2.000 đô thậm chí là lên hơn 2.000 đô rất là nhiều Nhưng bây giờ là tổng quát tình hiện tại giữa Bitcoin và Ethereum Còn chúng ta nhìn vào tình hình chung ngày hôm nay thì các bạn thấy được là ngày hôm nay thì có màu xanh có màu đỏ thật ra mà nói là không có một màu nào ổn định nhưng mà trên thấy được là nhiều đồng đã có cái sự điều chỉnh giá sau khi mà có đợt xuống tối ngày hôm qua đối với bitcoin thì tuy chỉ xuống vài phần trăm nhưng mà các bạn thấy được là đối với nhiều đồng altcoin đã có cái sự giảm 23% phần trăm nhưng mà thường nghĩ là nhiều bạn cũng đã trông chờ cái đợt giảm giá này và chúng ta bây giờ refresh cái trang congecko đi thì các bạn thấy được là trong vòng 7 ngày qua vẫn còn rất nhiều đồng tăng rất là chóng mặt Hầu như là các bạn thấy được là tình hình bây giờ nếu như mà chúng ta nói là chưa có mùa altcoin thì thực sự là không phải. Tại vì các bạn thấy được là hầu như là altcoin nào cũng lần lượt đem ra để mà pump hết. Các bạn thấy được trong thấp 100 này những altcoin nào chưa pump thì hầu như đã có người lôi ra để mà pump thậm chí là những đồng mà chúng ta hầu như đã lâu rồi không nghe nói tới như là Dash nhưng bạn thì được lại pump phần 18% trong vòng 7 ngày qua Đây là cái dấu hiệu là có rất nhiều người mới tham gia vào Họ đang khao khát muốn có được những cái sự tăng trưởng mạnh Và họ có thể nghĩ là họ đã lỡ chuyến đò Tại vì không bao giờ đã quá Uh, cao rồi cái phần trăm tăng trưởng nó quá nhiều họ có thể đa lỡ những đồng lớn như là Cardano, Polkadot vân vân nhưng mà bây giờ họ lại nhìn vào những đồng mà chưa được pump như là các bạn thấy được là đồng Nam, uh, đồng dash và một số những đồng khác thì những nhà đầu tư đó lại đi pump những đồng này đây là cái dấu hiệu là chúng ta đang nằm trong một cái thời kỳ rất là nóng bỏng chứ không có phải là chỉ mới bắt đầu